Hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Bonsai Tự Nhiên của mình. Chúc anh em một ngày mới tốt lành nha, tràn đầy năng lượng và sức khỏe nha anh em ơi. Hôm nay rảnh rỗi nên là quay chia sẻ giao lưu với anh em mấy cây cho anh em lấy về chơi nha, về chơi Tết nha anh em ơi. Đây, linh sam này, linh sam song hình đó anh em ơi. Đây, mà coi thân rồi, song hình nó hay có gai ba chia rồi nè anh em. Cây này thân hết rồi, bông đây. Tán này cả 7, 8, 10 đó nè. Anh em coi tán này, ba thân này, ba thân phúc lộc thọ. Đỡ này, đỡ rỡ. Anh em ơi, ôi chuột chặt kiếm, kiếm quá. Cái này mình nuôi lâu lắm rồi anh em ơi. Này cứ nắng bấm đọt cái là bông liên tục luôn anh em. Thì mình mới bấm xả đột vào cái tàng này. Cái tàng thì thôi bao phơ bao miệng luôn à. Anh em nào chơi lấy về chơi. Cái này 2,5 triệu nha anh em. Cái củ quá, củ to kiếm quá, củ khá là to nha anh em. Đó, anh em nào chơi lấy về chơi. Cái tàng ngang đây là 80 đó anh em ơi, qua này tầm 50. Cốt củ đó anh em ha, củ tròn do luôn, ba thân. Cái này là cây rinh nha anh em, không phải cây ghép đâu nha anh em ơi. Đó, cây rinh nha, toàn là mạch kết đồ nó liền hết rồi anh em ơi, tàn bao miệng luôn. 2,5 triệu, giá không bao gồm phí ship. Anh em nào ưng thì lấy về chơi nha, tàn dài to lấy về chơi Tết. Tết bỏ nhà treo lung lĩnh ok đó anh em ơi. Đây quay giao lưu với lại với anh em luôn. Đợt rồi mình cũng có bán đi một mớ rồi anh em ơi. Giờ hải châu cũng toàn là phôi không à. Trụ điện đợt trước làm có quay chia sẻ anh em này, giờ đang bung đột mớ đây. Bữa giờ mưa chuẩn bị nín lên là bắt đầu nó bung mạnh đó anh em. Giờ đang bung lúp búp đó rồi. Đột lá rồi nó bung lúp búp hết này. Nhưng mà bung hơi yếu anh em ơi. Cỡ trụ điện cho đỡ anh em. Trụ điện vậy chứ tầm năm nữa là bảo đảm là nó dày tàn là chơi ok hết nha anh em ơi. Đó. Giờ mình làm cái cốt sẵn rồi này. Cốt toàn con cái tay hết rồi. Đó. Tầm năm nữa thôi. Năm nữa thì nó ra tàn nó dày hết rồi. Mình mới bấm xa hết rồi anh em. Xả rồi nó bung dèm ra, giờ nó mưa toàn bộ mình bấm xỉnh xả chặn đột hết này. Đó, chờ tới Tết nó bung một cái dàn dâm ra dài này, xong rồi tới tháng 3, tháng 4 là cho nó có bông có trái nha nè. Toàn bộ đột mình xả hết rồi này, mấy cây đột to bự là xả hết. Đó, cây đây xả trước nó bung ra nhanh hơn. Toàn bộ hai châu hết lá nhỏ nên em ơi. Cái đây thì chưa xả, cái đây cũng chưa xả đây, bung rất là yếu luôn. Đỡ nuôi từ từ lại nè. Cái đây bấm đột hết rồi. Chung mùa đây thì mình xả cho nó ra dâm, nó ra dâm cho tới Tết là nó có cái dàn tàn nó ấm tí rồi nè, nó bung ra cỡ dài hết rồi. Là tầm tháng 4 mùa hè là bắt đầu nó có bông có trái nha. Hải châu thì có bông có trái vào mùa hè nha anh em ơi. Tranh thủ mình xả rồi nó có dày tàn. Đây cành này khá là bự hết rồi nhưng mà mình chưa có xả thôi. Chỗ nuôi tay cành là dài là ok rồi nè. Xả được hết rồi nè. Mà mình đỡ mình từ từ anh nè. Xả đỡ lấy cái tàn. Qua đêm cho nó có bông nha. Đây, cả đây mình cũng xả hết nè. Xả hết, toàn bộ xả tàn hết. Đó. Sang mùa mưa cái là tàn lên dày liền. Toàn bộ là mới xả tàn hết đó nè. Tại sao mình xả lúc này? Tại vì bây giờ là nó chuẩn bị nó hết mùa mưa này, bắt đầu là nó
nén vô là bắt đầu mấy cây này nó bung anh em ơi. Mình mới vô mới tưới phân nữa. Bây giờ mình xài phân hóa học anh, xài phân hóa học mà mình pha loãng á, mình tức mấy cây đây, mấy cây mới thay chậu mình lên anh em. Toàn bộ xả tan á, xả tan cho nó bung cho mạnh nha. Đây có cây, cây này, cây này cũng lâu rồi, bữa giờ mình đang mình bán giao lưu anh em á. Mấy cây mà mình làm ra mà nó tàn nó ấm ấm tí là mình giao lưu, mình đang mình giao lưu với anh em được. Nói chung là coi thì phải nó phải rửa nó bó lại cục hết rồi á là mình mới đang mới bán giao lưu với anh em. Nhưng mấy cây này nè đó, là nó bó hết trong đây hết rồi nha anh em, là mình mới đang mình mới gỡ ra mình bán cho anh em, chứ không phải ba cây mới trồng mà mình đang mình bán liền đâu. Nói chung cây mới trồng mình sợ gì anh em trồng cũng được, vận chuyển đi xa là nó giờ bị chết. Còn ba cái chân rỡ trong đồ nhỏ nhỏ nhiều lắm mà giờ mình làm biến xả ra lắm anh em ơi. Khi nào làm tới coi thành phẩm rồi đem bán luôn chứ. Giờ ba cái coi mà trồng trong mấy cái bầu như thế này mà đem xả ra làm biến lắm, mệt lắm. Để cho làm coi thành phẩm rồi mình bán cho mình xả ra giờ nó tuột. Nó tuột nó nuôi tay cành được. Cái này mới thay chậu nè, đẹp quá. Này bấm mới vô bấm dâm nè. Nó bấm dâm nó bắt đầu nó bung lại rồi nè. Bung lắc đắc rồi. Hải châu. Chung nhà mình giờ không có gì ngồi hải châu hết anh em. Nhiều lắm. Coi này thì mình đã bán rồi nè. Anh em họ gỡ lại chăm giùm, cuối năm mới gỡ cho họ thôi. Cái này tầm tháng rưỡi nữa mình gỡ cho người ta. Cái mình trồng nó người ta họ gửi nhiều lắm anh em. Bấm dâm bấm cái này chặn đột trước bữa đợt trước này. Giờ bung lên em ra bung đã. Giờ là cứ đỡ thôi. Đỡ cho nó qua Tết rồi tầm tháng 4 năm là bắt đầu nó bông trái lại à. Anh em nào mà nhà vườn thì bây giờ tầm bây giờ hết mưa là xả được rồi nha. Xả dâm xả ta xả cành á. Cho nó bung cái dâm cành mới rồi nó có bông có trái đó. Qua năm nó bông trái được mới nha anh em. Rồi, quay chia sẻ với anh em vậy thôi. Chứ nhà mình thì được rồi bán cũng rất là nhiều luôn anh em ơi. Coi thì mình vẫn bán thường xuyên nha. Anh em nào ưng thì cứ liên hệ với mình phía này phía trên. Mình đỡ coi mình làm tay cành một nước hai nước rồi thì mình đỡ trên này à, chỉ lại mấy cây nặng này mình có bỏ dưới kia nữa nhưng mà giờ nặng quá không có bưng được anh em ơi, không có bưng lên được, có một mình làm không có người phụ nên là làm được cái nó hay cái nói thôi. Cái này mình có quay cho anh em này, cái này mình chưa có xả ta. Mình đang ý định là mình đỡ nó nuôi thêm một tí nữa cho nó đẹp nha. Cái này dáng chuẩn luôn rồi. Nó còn màu râm râm, dáng khá là chuẩn luôn. Mới vào do lại này. Từ nay từ từ anh em ơi. Còn cái nào mình không nuôi là mình xả tàn lên hết. Cái này xả tàn bắt đầu nó bung rồi. Lá nó già và dày ạ. Thì anh em xả tàn anh em nói lại một tí là nó bung rất là mạnh luôn. Chứ còn lá non anh em xả tàn nó bung chậm lắm anh em ơi. Lá nó chưa có tích nhựa đủ á. Mà anh em xả tàn cũng vậy à, nó bung chậm lắm. Nên là anh em lưu ý thôi. Ví dụ lá mà nó ra cây hải châu hay cây gì cũng vậy, lá xanh đậm á thì cây rỡ dưới nó đậm, rỡ dưới nó già. Còn mà nó nông tâm như thế này nè là nó bảo đảm là nó ra con rỡ con rất là nhiều luôn. Như cây này thì mình mới thay chậu này, mới ói lại nè anh em thấy nó bung rỡ trắng hết đó. Nên là anh em lưu ý hải châu cũng vậy, anh em cứ nhìn cái mặt lá của nó, lá non nhiều thì anh em đừng có xả tàn hay thay chậu rồi gì. Mà coi ví dụ
lá nó già hết rồi, nhiều mấy cây này này à, mình muốn thay chậu hay xá tan này, nó bung rất lại, nó bung lại rất là nhanh luôn đó, anh em lưu ý ha. Đó là một cái mẹo luôn, cây nào cũng vậy, lá cứ mà lá anh em cảm thấy lá xanh đậm, lá già dày thì coi nó già rồi, rễ dưới nó cũng già rồi, anh em có thay chậu hay có thay chậu hay có bấm tỉa gì nó cũng ra, nó bung chồi nhanh hết. Còn mà ba cái non non thì đừng có làm chi anh em, phí mất thời gian, nó tích tụ nhựa lại, nó bung lại chậm ghê lắm, nên là mình không cần phải làm đó đâu, rồi cứ từ từ cứ canh nó già rồi mình làm cho nó nhanh. Rồi bye bye, hẹn gặp lại anh em những clip sau nha, nhớ like subscribe đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em ơi, bye bye.